Hello Vansa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2. Thì hôm nay thị trường của cổ phiếu đã giảm xuống một chút sau khi đã bounce back rất là mạnh vào ngày hôm qua. Và thị trường của tiền điện tử thì vẫn ở trong cái tình trạng sideways. Và những cái thông tin chính Vansa muốn cung cấp cho quý vị trong ngày hôm nay tổng hợp qua cho quý vị một chút. Về thị trường chứng khoán thì ngày hôm nay Cục Dự trữ của Liên bang vẫn còn đang đắn đo và còn đang rất là căng sau khi mà có cái báo cáo tỷ lệ bán lẻ và tỷ lệ bán buôn trong cái ngày hôm nay nó đã tăng khủng khiếp với giá kỷ lục. Tỷ lệ bán buôn tăng lên đến 9.7% và so với cùng kỳ năm ngoái thì nó là cái mức kỷ lục cao nhất trong cái giai đoạn mà từ năm ngoái đến năm nay. Và lạm phát thì trong vòng 40 năm nó tăng như vậy, cho nên là cái tình hình diễn biến của cái vấn đề tăng lãi suất và ông Fed đang chuẩn bị lại đưa ra những cái cuộc họp thăm dò sẽ làm cho quý vị sẽ rất là đau đầu, có thể là nó sẽ lại gặp phải những cái khó khăn. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái mã cổ phiếu bay lên, ví dụ như AMC thì giữa cái bối cảnh Covid ở Mỹ giảm rất là nhiều thì hầu hết các tiểu bang bỏ những cái lệnh đeo mặt nạ bắt buộc ở ngoài trời, còn trong nhà thì còn rất ít những cái nơi họ vẫn còn limit. Đó thì đó cũng là những cái tin vui. Và đặc biệt là AMC thì ông CEO cũng đã đưa lên cái trên Twitter cái thông tin về những cái lượng mua bán khống và những cái bọn mà nó đã bán khống cổ phiếu với những cái giá thì họ cho rằng nó sẽ phải quay lại và cover, và very soon có thể nó sẽ, điều này nó sẽ xảy ra giống như là GameStop trước kia quý vị thấy đó. Còn về DWAC của cựu tổng thống Donald Trump, đây là một cái hiện tượng mà nó liên quan tới chính trị, cho nên là nó cũng có những cái rủi ro. Mặc dù như vậy thì sát tiến gần tới ngày mạng xã hội của ông Trump được đăng lên, cho nên là vẫn còn những cái cuộc xung đột. Và thường là cổ phiếu của ông Trump nó đi ngược với thị trường chung. Nếu như thị trường chung mà lên á, thì thường nó đi xuống, còn thị trường chung mà xuống thì nó lại đi lên đó quý vị. Và một cái cổ phiếu nữa mà mọi người có thể short và ngày hôm qua nhiều người đã may mắn mua vào, đó chính là cổ phiếu Upstart. Thì thực ra cái cổ phiếu này Vansa rất là quen thuộc thì vì đã chơi nó và đã đăng trên nhóm từ cách đây khoảng độ 1 năm trở về đây, liên tục cái thời kỳ mà nó còn lên tới 400 mấy đó quý vị. Rồi cũng sau khủng hoảng thì nó cũng giảm theo cái chiều khủng hoảng. Và ngày hôm qua thì sau khi báo cáo earning với mức expect là dương 0.5 mấy, nhưng mà nó đã đạt hết được cái kỷ lục là dương 0.88 mấy, thì coi như là nó đã hit được một cách ngoạn mục, cho nên là cổ phiếu nó đã tăng một phát. Ngày hôm qua nó đã tăng sau after hour báo cáo earning á, là nó đã tăng lên 24-30 đô la đó quý vị. Nó tăng rất là nhiều. Đó, và đến sáng nay thì mọi người nghĩ là nó sẽ chỉ tăng lên đến 135 là cao lắm rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ nó hit lên đến 147-148 luôn. Thì rất nhiều người hôm qua đã vào option call của cái mã này, và hôm nay thì có thể quý vị, chúc mừng những quý vị đó, có thể là đã được cả một mớ tiền luôn, tại vì nó tăng lên đến mấy trăm, mấy chục, ba mươi mấy đồng luôn đó quý vị. Đó thì bây giờ nó vẫn còn có cái dự đoán là có thể nó sẽ tăng nữa quý vị nha, tại vì trong 52 tuần thì nó là 400 mấy cơ, cho nên là cái mức mà ở cái mức độ 148 phẩy bao nhiêu một share như vậy thì họ cho rằng nó vẫn còn rất là rẻ so với cái giá trị cổ phiếu của nó, cho nên vẫn còn có cái thời cơ cho quý vị nhảy vào. Còn một số những cái cổ phiếu khác mà mọi người cũng có thể nhảy vào trong cái giai đoạn của ngày hôm nay, ví dụ như là Affirm rất là thấp luôn thì quý vị có thể bắt thêm. Rồi một số những cái mã xe điện ví dụ như NIO này hay là Lucid thì mọi người cũng có thể bắt đáy thêm. Còn Tesla thì thực sự là bây giờ đang ở trong cái giai đoạn ông Elon Musk, ông ấy dính rất nhiều vụ, cho nên là rất là khó đoán. Còn Affirm thì là một cái hãng mà về cái trả sau mà mua bây giờ đó, có nghĩa là buy now pay later đó, mà không có care về cái nợ xấu, cho nên là nó cũng có tương lai rất là nhiều, cho nên vẫn là cái mã mà mọi người đang chuẩn bị để định vào thì quý vị có thể vào một ít thôi, nhỡ đâu cái tin gì của ông Fed nó xảy ra thì nó lại làm cho thị trường đi xuống chẳng hạn thì mình cũng còn có cơ hội để mua thêm vào.
chứ all in luôn bây giờ thì chưa chắc đã phải là cái thời kỳ deep thật sự. Đó thì đấy là những cái thông tin về thị trường cổ phiếu cho quý vị. Còn về thị trường tiền điện tử thì SIBA mặc dù là hôm nay chính thức được list trên cái sàn Big Forbes Exchange rất là khủng của Brazil, nhưng mà quý vị biết là với cái tình hình chung thì nó vẫn còn phải kháng cự nha. Còn AMC thì bây giờ có khả năng là nó còn đang ở trong giai đoạn lên từ từ thôi chứ nó chưa có squeeze được, nhưng mà họ cho rằng cái hiện cái vấn đề squeeze của AMC nó vẫn có xảy, nó vẫn phải xảy ra quý vị nha. Họ dùng cái từ phải xảy ra đó, tại vì cái lượng mua bán vay và bán khống AMC là có thật và cái số lượng nó cũng khá là nhiều, còn cao hơn cả GameStop luôn đó quý vị. Cho nên bán sao cũng vẫn kỳ vọng vào một ngày nó bay lên để mình lấy lại tiền. Đó, trên cái app Robinhood của bán sao bị thua mấy chục ngàn cũng chỉ vì AMC với cả mấy con meme đó quý vị. Thì mình cũng chưa có về tiền được thì chờ thôi. Thêm một cái thông tin nữa đó là thị trường của tiền điện tử có thể vượt qua, có thể bùng phát được nếu như nó đạt được cái ngưỡng quan trọng này, và con Bitcoin mẹ là biết là cái con mà dẫn đầu đó quý vị. Đó thì hôm nay họ cũng thật tung ra cái thông tin là rất là khả quan, đang có kế hoạch thâm nhập thị trường Bitcoin, NFT và Metaverse. Và đây là những cái thông tin nổi bật thì quý vị vào thêm cái tạp chí để đọc thêm nha, tại vì rất là nhiều tin tức. Và họ đang nói là 52.000 sẽ là cái khu vực chờ đợi BTC, nếu như nó tăng và vượt qua được thì nó sẽ bay một cú ngoạn mục luôn với cái ngưỡng 52 quý vị nha. Đó thì bên cạnh đó thì hôm nay trên Twitter thì bên Nga cũng đã tuyên bố một cái tuyên bố hùng hồn vừa cách đây một tiếng xong. Đó là nếu như cấm tiền điện tử hoặc là cấm Bitcoin thì không khác gì là cấm Internet cả, để khẳng định thêm một lần nữa là Nga sẽ không cấm tiền điện tử quý vị nha. Các nhà đầu tư hiện tại là đang rất rất là hào hứng với cái vấn đề của tiền điện tử, ngay cả ông Warren Buffett cũng vậy, ông cũng đã rất là hào hứng và mặc dù đã có những cái nhận định trái chiều với các cái nhận định của tiền điện tử, nhưng đến thời điểm bây giờ thì ông ta lại nhảy vào và có vẻ quan tâm đến tiền điện tử nhiều hơn. Ok, đó là những cái thông thông tin điểm qua cho quý vị là như vậy. Và họ cũng có một cái động thái mới của Shiba Inu rằng có thể Robinhood sẽ có những cái động thái accept Shiba Inu trong cái tháng này. Thì giờ đến cuối tháng xem nếu như mà có những cái động thái gì thêm thì ban sản sẽ cập nhật cho quý vị nha. Biết đâu đùng cái chấp nhận Shiba Inu thì coi như là ok. Để xem còn cái tin gì nữa không, chắc tin thì nó nhiều lắm cả nhà. Nhưng mà bác xà còn phải đi xử lý cái máy này đã. Đấy, vừa nói được có mấy phút nó đã bắt đầu quạt, nó lại thổi ầm ầm rồi. Đấy, ông Warren Buffett này đầu tư này, họ đăng trên cả đây luôn này. Cảm ơn cả nhà mình đã chia sẻ cái mẹo về cái MacBook này nha quý vị nha. Bác xà sẽ thử các cái mẹo của quý vị xem có được hay không, thì sẽ mang ra ngoài để xem còn được bảo hành hay không. Đấy, just Nga cứ nói như vậy, nhưng mà Nga hold đến 12% total tiền điện tử của cả toàn cầu luôn đó quý vị, trị giá 214 tỷ đô la. Cứ nói Nga như vậy nhưng mà Nga cũng còn khủng luôn. Ngân hàng của Ấn Độ cũng nói là nếu như mà cấm Bitcoin thì nó giống như là cấm cái điều không thể thiếu được ở bên 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 Ấn Độ đó quý vị. Nga thì nói là cấm tiền điện tử thì giống như cấm internet đó. Thế còn Ấn Độ, trời nó nóng quá cả nhà ơi, trời nó không có chạy luôn rồi. Ấn Độ cũng nói cái tầm quan trọng của tiền điện tử, nếu mà cấm nó cũng quan trọng, cũng không khác gì là Nga luôn đó quý vị. Ôi máy nó thổi nóng quá cả nhà, em xin xuống nha. Phải mang cái máy này, chắc cuối tuần phải mang nó đi thôi. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Bye bye.